vào cuộc vụ nam sinh lớp 7 bị đánh, tiểu tiện vào đầu. Thưa quý vị, những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 2 phút 33 giây ghi lại cảnh một em học sinh mặc áo trắng bị một nhóm gồm 5 học sinh khác hành hung đánh đập. Nội dung đoạn clip cho thấy, ban đầu nam sinh bị một học sinh khác mặc đồng phục của trường trung học cơ sở tấn tốc kéo giật rồi dùng đầu gối liên tục đá vào mặt và người nam sinh. Sau đó, 4 học sinh khác cũng mặc đồng phục tương tự lao vào đấm đá liên tục. Không những thế, một học sinh khác còn tè trước mặt nam sinh kia đang khóc lóc, nạt nỉ. Phẫn nộ hơn khi nhóm này liên tục dùng dép vả vào mặt nam sinh và bắt quỳ xuống xin lỗi. Chỉ tới khi có sự xuất hiện của người đi đường ở cuối clip, nhóm này mới bỏ đi. Chỉ trong khoảng một ngày đăng lên mạng, clip đã thu hút hàng chục vạn lượt xem, hàng ngàn lời bình luận và chia sẻ. Cộng đồng mạng đều tỏ ra rất bức xúc trước hành vi của các em học sinh kia. Qua tìm hiểu của phóng viên, đoạn clip trên được quay lại vào ngày 23 tháng 10. Nạn nhân được xác định là học sinh trường trung học cơ sở Minh Tân, Minh Môn, Hải Dương. Để tìm hiểu kỹ thông tin trên, phóng viên báo Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với thầy giáo Nguyễn Văn Khoa, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Minh Tân. Thầy Khoa cho hay, đoạn clip cho thấy nhóm học sinh gồm 5 em đánh đập em L cùng lớp 7 của trường. Ngay trong sáng nay, ngày 25 tháng 10, nhà trường đã mời đại diện phụ huynh của cả 6 em học sinh đó lên làm việc và yêu cầu các em viết bản tường trình lại sự việc. Bên cạnh đó, vị hiệu trưởng cho biết, qua xác minh ban đầu là do học sinh lớp 11, một của trường trung học phổ thông Nhị Chiểu, một của trường trung học phổ thông Trần Quang Khải thường xuyên có hành vi chặn đường, trấn lột một nhóm học sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở Minh Tân. Do trấn lột ở ngoài đường nên gần như không ai biết, mỗi ngày bắt các em nộp 5.000 đồng. Không chỉ là một lần mà hành vi này kéo dài nhiều lần, hai học sinh cấp 3 kia đã bắt nhóm 5 em học sinh lớp 7 của trường tôi chặn đường để đánh em L. Trong đó có một em học sinh cấp 3 đứng quay clip, còn một em khác cũng tham gia đánh và sau đó tung lên mạng. Thầy Nguyễn Văn Khoa thông tin, cũng theo lãnh đạo trường trung học cơ sở Minh Tân, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên nhà trường đã báo cáo lên công an thị trấn để vào cuộc điều tra rõ sự việc. Việc hai em học sinh cấp 3 đứng ở ngoài xúi giục nhóm 5 em kia, nếu không đánh em L thì sẽ bị đánh. Chúng tôi cũng đã liên hệ với ban giám hiệu hai trường trung học phổ thông nêu trên để tìm hướng xử lý thích đáng. Không thể để tình trạng này kéo dài được, phải để lực lượng công an vào cuộc mới làm yên lòng phụ huynh khi gửi gắm con em đến trường đi học. Thầy Khoa khẳng định. Ông Nguyễn Khắc Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Minh Tân cũng cho biết, sau khi nhận được báo cáo của trường trung học cơ sở Minh Tân về sự việc, chúng tôi đã chỉ đạo công an thị trấn vào cuộc xác minh làm rõ. Ngay trong chiều nay, ngày 25 tháng 10, các cán bộ công an sẽ mời cả 6 em học sinh trường trung học cơ sở Minh Tân, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng, mời cả 2 học sinh lớp 11 bên trường trung học phổ thông Nhị Chiểu và Trần Quang Khải sang để lấy lời khai. Nếu đã trấn lột lấy của các em bao nhiêu tiền, phải trả lại toàn bộ, tùy mức độ và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Minh Tân nói thêm.